Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Noe xảy ra thế nào thì lúc Con Người đến cũng vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ, thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Và có hai người đàn bà đang say bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa các con sẽ đến. Nhưng các con phải biết điều này là: nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta không canh phòng để cho đào ngạch quét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, khởi đầu mùa vọng để chuẩn bị đón mừng lễ Chúa Giáng Sinh, đón mừng ngày Chúa Kitô đến lần thứ hai trong quang lâm của Ngài, giáo hội muốn chúng ta sống hai tâm tình, đó là tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức để chúng ta luôn đợi chờ, không ngủ. Ngủ ở đây không có nghĩa là, tỉnh thức ở đây không có nghĩa là mình không ngủ đêm, nhưng là một thái độ để chúng ta luôn trong đèn chờ Chúa đến. Và khi trong đèn chờ Chúa đến với thái độ hay tâm tình tỉnh thức, chúng ta dễ dàng loại trừ những điều xấu ở trong con người của mình. Những điều xấu dễ làm cho chúng ta mơ ngủ, ngủ quên trong việc tìm kiếm của cải vật chất ở trần gian, ngủ quên trong những đam mê xấu của chính mỗi người chúng ta. Ngay cả những đam mê tốt cũng làm cho chúng ta đánh mất đi tâm tình hay thái độ tỉnh thức. Phao-lô cho chúng ta nhìn ra những đam mê xấu mà làm cho chúng ta mơ ngủ, đó là việc ăn uống say sưa, chơi bời dâm đáng và tranh chấp ganh tị. Ba cái điều này nó là những sự xấu, nó là những tội lỗi bóp chết đi cái thái độ tỉnh thức để đón chờ Chúa. Chúng ta cứ thử suy nghĩ một tí thôi. Nếu những ai đang ăn uống chơi bời, uống rượu không cần biết một sự, không biết lúc nào cái điều gì đã xảy ra ngay sau cuộc uống rượu đấy, mà chỉ biết uống rồi dô rồi vui chơi, chúng ta quên đi cái đích điểm của cuộc đời mình, và chúng ta cũng quên đi cái tương lai trong thời khắc sắp đến. Mình là ai, mình là gì, cùng đích cuộc đời của chúng ta đi về đâu, chúng ta quên bẵng mất vì men say của rượu, men say của đời sống xác thịt, khi chúng ta chơi bời dâm đãng, để chúng ta quên hoặc là chẳng nhớ tới cùng đích của cuộc đời.
Và khi không nhớ tới cùng đích của cuộc đời để đón Chúa thì chúng ta chẳng còn thái độ hay tâm tình tỉnh thức. Ngay cả khi chúng ta tranh chấp ganh tị thì trong con người của chúng ta đầy những mưu mô xảo quyệt để có thể giành giật được một lợi ích nhỏ nào đó, có lợi cho bản thân, có lợi cho gia đình. Tranh chấp với nhau vài ba thước đất, tranh chấp với nhau về môi trường làm ăn, cạnh tranh với nhau về tất cả mọi thứ, để rồi chúng ta chỉ lo làm sao đó trong tâm của mình tìm đủ mọi cách, mọi kế, mọi mưu mẹo, mọi thủ đoạn để có thể làm được điều ấy. Và như thế còn đâu là tâm tình hay thái độ tỉnh thức. Điều thứ hai Chúa Giêsu hay giáo hội muốn chúng ta đó là tâm tình thái độ sẵn sàng. Một con người sẵn sàng là một con người mang trong mình một sự gì đó, một thái độ từ bên ngoài bên trong, để khi nghe một tiếng gọi là chúng ta đi ngay. Chúng ta dễ dàng nhận ra hình ảnh của các anh lính. Những anh lính luôn trang bị quần áo sẵn sàng, ngay cả khi thức hay ngủ. Ngủ cũng mặc bộ đồ lính, cũng thắt lưng, cũng đeo súng ống, cũng đi giày, trong thái độ rất sẵn sàng. Để rồi khi có lệnh, khi có tiếng còi tập trung, khi có lệnh xông trận, là anh lính bật dậy và đi ngay. Lúc đó không còn mặc quần áo thắt lưng hay tìm súng đạn ở đâu nữa, mà nó ngay bên mình của anh ta, để anh ta sẵn sàng tiến bước. Đó là tâm tình thái độ mà chúng ta luôn có để đón chờ Đức Giêsu Kitô đến. Mà trong ví dụ ngày hôm nay, Chúa Giêsu đã nói trong bản văn của Ma-thêu, Ngài đưa ra hình ảnh rất đẹp, đáng chúng ta suy nghĩ. Có hai người đàn ông ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi. Có hai người đàn bà đang say bột, người kia được tiếp nhận, còn một người bị bỏ rơi. Cái người được tiếp nhận là cái người luôn ở trong tâm tình và thái độ sẵn sàng. Còn cái người mà bỏ rơi là cái người không sẵn sàng, không có tâm tình, không có thái độ sẵn sàng. Và khi có lệnh để gọi, những người bị bỏ rơi này lúc đấy mới lục đục đi mặc quần, mặc áo, mới thắt lưng, mới cầm đèn cháy sáng trong tay thì đã trễ. Chúng ta cũng thể nhớ lại dụ ngôn của 10 người trinh nữ. Chúa Giêsu cũng muốn nói điều ấy: 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan. 5 cô khôn là 5 cô luôn ở trong thái độ tỉnh thức và sẵn sàng. Còn 5 cô khờ dại kia ở trong thái độ mơ ngủ và không sẵn sàng. Khởi đầu ngày Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng, chúng ta bước vào năm phục vụ mới để chuẩn bị đón mừng mầu nhiệm nhập thể Chúa Giêsu Giáng sinh, và cũng đón lần thứ hai Chúa đến trong quang lâm, và gần nhất là Chúa đến với chúng ta trong thánh lễ, trong lời Chúa, trong bí tích thánh thể. Tôi mời gọi mọi người và tha thiết xin tất cả mọi người trong giáo xứ, chúng ta hãy sống tâm tình và thái độ tỉnh thức và sẵn sàng
trong suốt cả cuộc đời của chúng ta, không phải chỉ là những ngày tháng mùa vọng này, mà Chúa đến trong khi chúng ta rước lễ, trong khi chúng ta từ nhà bước chân tới nhà thờ để tham dự thánh lễ. Chúa đến với chúng ta trong giây phút chúng ta bước ra khỏi cuộc đời này bằng cái chết. Xin cho chúng ta luôn có thái độ tỉnh thức và sẵn sàng để Chúa đón nhận chúng ta vào nước trời. Amen.